thì tôi đã cho tạc tượng ba bà vợ tệ bạc để khắc cốt ghi tâm những cái chuyện xấu xa mà mấy bà đã dành cho tôi. Tôi hận mấy bà lắm mới làm như vậy đó. Ông cho Chăng thì việc tiêu 6 tỷ hay 10 tỷ đối với ông cũng không thành vấn đề. Thì mình sẽ nói luôn về cái chiếc giường này cho cô. Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại làng du lịch sinh thái Chi Linh. Và nơi đây thì có một điều đặc biệt mà Bùi Hồ muốn nói đến. Đây là một cái làng du lịch của đại gia Lê Ân. Ông là một người khá là đặc biệt, và để tìm hiểu thêm về một điều đặc biệt đó, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ. Thưa cô bác quý anh chị, thì đây là một cái khu du lịch sinh thái nên họ bao gồm cả khai thác tắm biển và các cảnh quan luôn. Phía trước mặt cô bác quý anh chị đây là lá cờ của các nước ba nước, và bên đây là tượng nữ thần tự do. Và khi đến đây, một điều đặc biệt mà Mùi Hồ muốn nhắc đến cô bác quý anh chị đó là đại gia Lê Ân là một người có tiếng vào. Thưa cô bác quý anh chị, sau khi vô cái làng du lịch sinh thái Chí Linh thì chúng ta sẽ gặp một cái đôi đường đi, và phía trước mặt cô bác quý anh chị là hình ảnh ba người phụ nữ mà được đại gia Lê Ân, ông là người cho tạc ba bức tường này. Nói về đại gia Lê Ân thì ông là một người ở tỉnh Quảng Nam và ông vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Ông có tổng cộng là 6 người vợ, và trong đó thì người vợ đầu tiên thì ông có người vợ đầu tiên là 5 đứa con, 5 người con, và người vợ thứ hai thì có một người con. Và phía trước bên kia cô bác quý anh chị thấy là một người phụ nữ mặc đang đội cái nón quai thao nè. Đây nè, những gương mặt rất là tròn trĩnh và bầu bĩnh đúng không? Thì những người vợ này thì theo chia sẻ của mọi người thì nói đây là những người gây cho ông một cái nỗi uất hận, và ông rất là ghét, nên ông sẽ tạc tượng hàng ngày trên cái lối đi này vào để ông những cái nỗi đau đó ông khắc cốt ghi tâm đó. Và hiện nay thì đại gia Lê Ân đang có một người vợ thứ sáu kém hơn mình hơn 50 tuổi, chính xác là 54 tuổi cô bác quý anh chị. Và đây là hình ảnh người vợ đầu tiên của ông. Thì ông chia sẻ rằng là đây là do chính tự tay ông thuê người để tạc tượng, và rất là giống từ mái tóc và cách cách từ mái tóc và cách trang phục luôn. Thì rất là đó là những cái nét đặc trưng và để ông cho tạc, để ông khắc cốt ghi tâm. Thì có một thông tin rằng á, thì người vợ đầu tiên của ông á thì lúc mà ông đi tù á, các bác quý anh chị, thì bà phải bắt ông phải cứ nghĩ rằng là ông không ra được, và bà bắt ông phải làm đơn ly dị liền. Và ông thì không chịu ly dị nhưng mà bà vẫn cố tình làm đơn ly dị đó. Thì sau này thì có một số thông tin nói bà có một cái mối tình ngoài luôn. Thì sau đó, thì sau nhiều lần thì ông có nói với những người con của mình là kêu bà rút đơn ly dị nhưng mà bà thì không chịu rút đơn, và cuối cùng là hai người đã chia tay. Và hiện nay thì bà cũng đã hơn 80 tuổi, và bà trí nhớ của bà lúc quên lúc nhớ. Còn đây là bà vợ thứ ba đây. Đây là chúng ta thấy những cái người phụ nữ đang mặc một cái áo dài. Cô bên đây thì nón lá, bên đây thì cầm một cái bình. Và về cái câu chuyện này thì phải nói là rất là dài về đại gia Lê Ân. Thì ông là một người có một cái tính chơi ngông nữa, cô bác anh chị. Và ngoài cái việc mà ông có 6 bà vợ và đến 5 người con chính thức, 5 người con, người vợ đầu tiên ở đằng kia là có 5 người con, với lại một bà vợ thứ hai, thêm một người con là 6 người con, 6 bà vợ, cô bác anh chị thấy không? Đây là hình ảnh một người phụ nữ đội nón quai thao nè. Thì trước khi vào cái làng du lịch sinh thái này thì chúng ta sẽ gặp hình ảnh ba người phụ nữ là ba bà vợ mà đã gây cho ông Lê Ân một cái nỗi uất hận, nên ông tạc tượng dẫn cái lối đi vào như thế này. Chúng ta thấy trước đây thì chắc có lẽ là ở đây là ở dưới này là một cái vũng nước. Cô bác quý anh chị thấy mà thời buổi bây giờ mà có đến tận 6 bà vợ, và trong đó thì ông đến nỗi mà ông phải cho tạc tượng những cái người mà gây cho ông nỗi uất hận, những lúc mà ông cơ hàn nhất thì lại bỏ ông ra đi. Chúng ta thấy một sự chơi ngông của một cái đại gia Lê Ân như thế này.
Nói về ông thì ông Lê Ân thì ông là một người có phải nói là có năng khiếu kinh doanh. Khi ông làm nghề nào thì cái nghề đó phất lên rất là, nói chung là rất là mau giàu. Và có vẻ ông là một người rất là thông minh và thành đạt. Nhưng mà về cái chuyện tình của ông thì nó gây ra cho chúng ta nhiều nỗi éo le, đúng không cô bác của anh chị? Đó. Thì hiện nay thì ông đang sống, ông đang mở một cái làng du lịch sinh thái này. Trong một cái số tờ báo thì sau khi tạc cái bức tượng này xong, cô bác của anh chị, thì ông nói à, nhiều bạn bè, nhất là mấy đứa con của ông là khuyên ông đập bỏ ba cái bức tượng này. Có chết tôi cũng không có đập. Và ông làm sao, và đập làm sao là được, khi mà bấy bả quá đầy bạc với tôi. Nên là nữ là ông cứ để những cái bức tượng này nó như thế này. Hồi xưa rồi khi mà xây dựng cái làng này thì tôi đã cho tạc tượng ba bà vợ tệ bạc để khắc cốt ghi tâm những cái chuyện xấu xa mà mấy bà đã dành cho tôi. Tôi hận mấy bà lắm mới làm như vậy đó. Ông cho rằng là như vậy thì tôi mất trắng tài sản nè, ngồi tù cũng vì mấy bà này. Thì mỗi lần nhìn các bức tượng là tôi lại nhớ về cái chuyện cũ. Mỗi bà tôi cho một loại trang phục khác. Thì nhìn là biết quê hương của mấy bà. Dùng từ mấy bà thì chúng ta sẽ thấy được rằng là nó nghe dân miền Tây, đúng không? Một bà thì ở miền Bắc, còn hai bà thì ở miền Nam. Một bà miền Bắc là đội nó cái nón quai thao đằng kia, có bác của anh chị. Gương mặt thì dốc dáng đều giống y chang mấy bà. Tôi thề là không nhắc tên mấy bà này. Và ông cho rằng là tên của những người vợ này thì ông sẽ không bao giờ nhắc đến. Và đừng có nói hay là hỏi tôi mấy cái bà tên gì. Đó, ông nói là đến thời điểm giờ thì cho dù là con cái khuyên ngăn nhưng mà ông vẫn không đọc bức tượng. Và chúng ta thấy những cái bức tượng này có dáng dốc nó lùng, đúng không? Lùng lùng, gương mặt thì có vẻ là bầu bỉnh. Và phía bên kia đó là cô bác anh chị, thì chúng ta sẽ gặp được một cái chiếc giường. Một cái chiếc giường này là đến 6 tỷ đồng, gọi là giường hoàng gia Anh. Đó, thì đây là ông để trưng bày luôn. Trước đây thì ông để ngủ, nhưng mà sao hay là như thế nào, nhưng mà hiện nay thì ông đã đem cái chiếc giường đó lên đây làm phòng trưng bày trong cái khu du lịch sinh thái của mình. Và bây giờ thì bắt đầu mình sẽ bước vô tham quan cái chiếc giường 6 tỷ. Không biết cô bác quý chị thì cô bác quý chị sẽ nghĩ cái chiếc giường nào là chiếc giường mắc nhất? Đặt đến đây thì chắc có lẽ là có nhiều cô bác quý anh chị sẽ biết chiếc giường mắc nhất. Chiếc giường mắc nhất đó là chiếc giường bệnh đó. Và đối với ông thì là một người gọi là chơi ngông nên là nữ, một cái chiếc giường như thế này thôi đến 6 tỷ đồng. Chúng ta thấy không? Cái chiếc giường như thế này thì có cho ông được ngủ ngon hơn hay không? Nhưng mà đối với mình thì một cái chiếc giường như thế này mà 6 tỷ đồng thì cực kỳ mắc và xa hoa. Đối với những người nhiều tiền như đại gia Lê Ân thì việc tiêu 6 tỷ hay 10 tỷ đối với ông cũng không thành vấn đề. Thì mình sẽ nói luôn về cái chiếc giường này cho cô bác quý anh chị nắm rõ. Thì cái chiếc giường này, để hoàn thành cái chiếc giường này thì phải mất hơn 700 giờ để làm nên cái chiếc giường này. Và để sản xuất ra cái chiếc giường này đó thì mỗi công đoạn đều được làm tiến hành thủ công thận trọng và một cách tỉ mỉ. Nguyên liệu thì làm chiếc giường này đó cô bác quý anh chị là bao gồm những thứ tốt nhất và đắt đỏ nhất cho tới thời từ trên thế giới đó. Lông ngựa thì được chọn ở khu vực Mỹ Latin. Cô bác quý anh chị thấy rõ hơn nghe ghê không? Với giá là 25 đô một ký. Đó là chỉ là lông ngựa thôi cô bác quý anh chị. Những sợi len thì được mua riêng ở Mông Cổ. Những sợi tơ ống ánh mềm mại nè. Thì công ty giường niệm phải tuyển hẳn những cái nghệ nhân đến từ xứ Wales để chỉ quản lý cái công đoạn xử lý lông ngựa nè, chế lò xo nè, khung giường được làm từ gỗ cứng, áp dụng kỹ thuật bọc lụa từ năm 1700, trông như là dắt những cái lớp vàng mỏng. Các nghệ nhân chuyên thiêu thùa mai mặt của hoàng gia đã may đã làm nên cái chiếc giường này. Và cái chiếc giường này có tên là cái chiếc giường Gosan Stay, hay còn gọi là Gosan Bed tên tiếng Anh đó. Từ trên đây đến đây nè, một cái chiếc giường nhỏ như thôi mà nó có giá
là 6 tỷ đồng không biết thì ngủ một đêm trên đó nó có gây cho mình cái cảm giác dễ chịu gì hay không, nhưng mà mình thấy nó làm rất là công phu từ những cái nệm, những cái chăn kia đó. Và đây là cũng là một cái điểm để mà khách tham quan đến đây để mà tham quan chỉ được nhìn cái chiếc giường thôi, chứ ở đây người ta không cho mình mở cửa ra, người ta đã khóa rồi. Ôi, phải nói là một cái chiếc giường mà 6 tỷ như thế này thì ngủ thì sẽ như thế nào hơn. Quá đó, quá trời công phu luôn. Và đối với mình thì mình không có tiền nên là nữ gặp chiếc giường này thì cũng rất là cao sang. Nhưng mà bản thân của mình, đối với mình, ngủ ngon nhất là khi mình tâm hồn mình thanh thản nhất, chứ không phải là chiếc giường mắc nhất nha. Và chiếc giường mắc nhất đó là chiếc giường bệnh đó. Nên thành thử bây giờ sẽ qua đã đến đây rồi. Và đối với đại gia Lê Ân thì chúng ta thấy đây là một vị đại gia chơi rất là ngông, và đặc biệt là cho tạc tượng như thế này. Hôm nay thì Bùi Hồ muốn đến đây để review cho cô bác quý anh chị những điều độc lạ về cuộc đời của đại gia Lê Ân ở làng du lịch sinh thái Chí Linh này đó. Đây là những cái bức tượng phải nói là có 102, tạc những người vợ mà thay vì người ta tạc những người mà đã giúp đỡ mình, đã làm cho mình có một cái coi như là mình nhớ ơn, thì ông hãy tạc những người mà mình cảm thấy ân hận nhất và cảm thấy là chua xót và cay căm thù nhất, và ông đã cho tạc tượng như thế này. Rất mong video clip này sẽ cung cấp cho cô bác quý anh chị một điều gì đó thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại sau ạ.